Naked Poison 2020, một bộ phim kể về một thằng dâm boy khá nhát gái. Nhờ ông nội anh ta đã chế tạo thành công một loại thuốc kích dục cực mạnh để hấp diêm các cô gái. Thầy thuốc Kim phát hiện một phương thuốc bí truyền dành cho cả hai việc cứu người hoặc giết người nhưng sử dụng phương thuốc đó phải rất cẩn thận và phải có tâm. Bởi vậy ông không muốn truyền lại cho đứa cháu đích tôn yếu đuối minh. Chất độc trần trụi nhưng ông không ngờ rằng cậu ta vẫn thường lấy trộm cuốn sách của ông đọc lén một cách thích thú phương thuốc ấy. Khi ông già kim tội nghiệp chết do rắn cắn, mình tha hồ tác quái bằng phương thuốc đó, trả thù những kẻ đã trêu chọc khinh thường, nhục mạ anh. Mình còn cải tiến phương thuốc để phụ nữ luôn có nhu cầu tình dục khi gần anh và sẽ quên hết mọi chuyện vào sáng hôm sau. Liệu những bài thuốc đó sẽ đưa anh đến đâu? Một chàng trai công sở nhút nhát không chỉ bị phụ nữ thiếu thành công mà còn bị mọi người xung quanh sỉ nhục. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi anh ta trộn các thành phần từ cửa hàng thuốc của ông nội quá cố để tạo ra loại thuốc kích thích tình dục tuyệt đình.